Xin kính chào toàn thể các bác và anh em. Trước mặt quý vị các bác và anh chị em là em về một lô Vatasa VA10 RS Power là 250W. Và thêm nữa là Vatasa VA12 RS Power là 350W. Hàng này là những cái hàng bãi mà đúng theo nghĩa, xác nghĩa nhất là chuyên dùng cho ba club vũ trường. Về trong tình trạng còn tương đối đẹp. Mỗi loa em rất một chiếc hoặc hai chiếc ra quay cho bác xem. Vatasa thương hiệu khá nổi tiếng. Và các cái dòng Vatasa này thì nó sử dụng linh kiện bên trong khá chất nhá. Nhìn đây thấy cái phân tật. Thấy linh kiện chưa? Nó rất là chất lượng. Đó. Còn về nội thất ruột gan thì em sẽ quay bổ sung sau. Trước hết là báo hàng. Báo hàng về VA10 và VA12. Thì về thì chỉ có đúng một vài chiếc nó bị hơi nặng nề này một tí thôi. Nhưng cái này thì không vấn đề gì cả. Với trình độ của người Việt Nam, cái thùng còn làm được thì cái loa sửa lại để đơn giản thôi các bác nhé. Đấy. Sơn này là sơn mịn. Sơn sần mịn. Đó. Thùng của nó là bản gốc của nó là màu trắng. Nhưng mà dùng lâu năm bên nước ngoài, cứ định kỳ tầm 5 năm là thay, hoặc là 3 năm họ thay một lần ấy. Nên là cái màu của nó sẽ bị ám theo kiểu là dầu khói của cái máy khói. Và một số cái loa thì bên trong khi mình mở cốp sân lớn lên nó có cái mùi đặc trưng kiểu mùi dầu khói nó ra đấy. Và những cái loa này thì thường thường trong các ba club vũ trường ở bên châu Âu hay bên China ấy, thì họ nhân số lượng rất lớn. Ví dụ cái loa này là RS 250W thì công suất chương trình là 500W. Nhưng mà họ đánh với công suất chương trình đâu đó khoảng tầm 450-500, khoảng đầu 500W, giới hạn khoảng 500W đổ về. Nên là cái độ bền của loa nó sẽ rất là tốt và cực kỳ bền, bởi vì nhân số lượng lớn vào trong ba club vũ trường thì mở công suất rất là lớn, nhưng số lượng loa rất là nhiều nên nó bù lại. Thành ra là mỗi cái loa nó gánh đâu đó nó khoảng tầm 50% công suất tối đa của cái loa. Tức là ví dụ như là 250W thì là khoảng 200, khoảng là vào 25%. Vào 500W thì là 50%. Ví dụ với loa 30 này thì 350W thì tương đương với khoảng 25%. Và 500W nó tương đương khoảng tầm 50% tổng công suất tối đa của cái loa có thể chịu được. Đó. Thì theo như em đấy là như thế. Còn lát nữa em sẽ tháo ra quay cho các bác xem loa 25 nội thất thế nào. Và loa 30 nội thất như nào, các bác cùng xem nhé. Về lô này thì không có nhiều, mỗi loại có tầm vài đôi. Và thực tế thì nó về nhiều hơn, về hôm nay nó ít. Về đống này là được có 7 đôi, đống này được có 9 đôi. Đấy. Lô này về đáng nhẽ là nhiều hơn nhưng mà chưa về kịp, thế thôi, tiện quay trước. Còn sau này nó về mỗi loại thêm vài đôi nữa thì em sẽ báo thêm nhé. Thùng thì nó rất là đẹp. Nó chỉ những cái nào nó kiểu như nó quăng quật như này này, bị sứt mẻ. Còn nếu như các bác xem ấy, thùng này, những cái thùng này còn rất là đẹp, rất là đẹp. Về chỉ việc sơn qua thôi là các bác chốt đơn, em sẽ đóng gói em gửi hàng cho các bác. Vatasa đây, nó còn có logo nó khắc chìm luôn này. Và cái miếng này nhá, là miếng hợp kim nhôm nhá, hợp kim nhôm đấy, nhôm đấy chứ không phải nhựa đâu. Nhìn này, không biết là nhựa nhôm nhưng chắc là nhựa chứ không phải nhôm. Nhựa đấy của nhôm thôi nhé. Vẫn đúc nó một kiểu nhựa, nhựa phải nhôm chứ miếng này mà đúc nhôm thì nhiều tiền lắm. Miếng này mà đúc thành nhôm thì đâu đó nó cả 100.000 này, 100.000 hơn này. Tí nhôm này mà cân sắt vụn thì không đáng bao nhiêu đâu. Series là nó là 13090079, 13090041. Tức là CD của nó là theo kiểu là một đô đây, con này 42 này, con này 41 này, con này 14 này, con này 15 này, con này có 15 này, 0015 này, 0015 này, theo đôi này. Đấy. Theo đôi về liền kề nhá. Theo đôi thì nó sẽ có một chiếc trái, một chiếc phải. Các bác nhìn này, ốc cạnh này, vát này. Đấy. Nhìn ốc cạnh của bác. Thôi được rồi, kể qua thế chứ. Các bác nào, anh em nào mà có húp đống này thì alo cho em. Số lượng không có nhiều, không có nhiều. Và anh em mà có ôm hết thì nhanh nhá, cũng không có nhiều đâu. Vatasa 10, Vatasa 12. Nhìn cái đống lưới này đã biết uy tín.
Ok, để giảm bê và em tháo ra cho các bác cùng xem nhé.